Bạn ơi, mình có một hộp bút chì và hai cục tẩy siêu cưng luôn ý. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra xem nó như nào nhá. Wow, bút chì màu nâu các bạn ạ. Thử ghi nó làm sao? Không ra mực ý. Thôi thử ăn xem nào. Thì ra nó là sô-cô-la đấy các bạn. Eo ơi, loại sô-cô-la này ngon lắm luôn ý các bạn ơi. Nó béo ngậy ở trong miệng nhưng hơi ngọt một tí xíu. Không sao, ăn sô-cô-la thì phải chấp nhận ngọt mà. Mình tứa một lúc 4 cái luôn ý các bạn. Và nó có một cái sticker siêu cưng mình dán lên má này. Có bé nào biết tên hai nhân vật này là gì không? Và trong bộ phim hoạt hình nào nhờ? Không biết sao chứ, trông là đã xinh, ăn thì lại ngon, đáng yêu không tả nổi ấy. Và cuối cùng là cái kẹo Charlie dẻo, mình chả biết tên nhân vật này là gì đâu. Các bạn nhắc cho mình với nhá. Ăn nó ngon lắm luôn các bạn ạ. Áo lớp đường nhẹ nhưng mà nó không quá ngọt đâu. Mình rất là thích loại Charlie thạch, kiểu ăn rất là vui miệng mà nó rất là ngon ấy. Đây là máy xay đá bào đấy các bạn. Bộ đồ chơi này mình vừa mới mua cho con mình đấy. Đây là một cái khay để làm kem này. Đây là máy xay đá bào. Mở nó ra và đổ đá vào thế là ok đấy. Có cả hai cái cốc siêu xinh nữa. Hôm nay thì mình đã khám phá một mình. Tối nay thì có con của mình, thế nên là nó rất là nhão loàng luôn. Cho đá vào và bây giờ thì xay thôi. Cái cốc nước đấy là nước coca đấy các bạn ạ. Con mình sẽ ăn đá bào coca cola. Và đây là ly đá bào siêu ngon của con mình. Cho coca vào có vẻ rất là ngon hay sao mà nàng ta ăn rất nhiệt tình. Ăn bằng cái thìa có vẻ hơi bé. Đến là cô chị xay luôn ở cái bát cho nó rồng. Nhưng cô em đòi phải đầy đá hơn nữa. Thế là giành nhau và cuối cùng là khóc như thế này đây. Cuộc chiến xảy ra, hai hàng nước mắt lăn dài trên má chỉ vì một cốc đá bào. Hôm nay mình chuẩn bị đi ra ngoài nên sẽ make up một tí xíu cho xinh. Mình chỉ đánh một lớp cushion nhẹ và một lớp son thôi các bạn. Đây là hộp cushion siêu cưng của mình mà mình rất là yêu thích. Các bạn nhìn xem này, bên trong có những hạt ngọc trai siêu lấp lánh luôn. Đánh lên da là da đẹp tuyệt vời. Cushion này có nhủ ngọc trai đấy. Đánh xong thì ăn thử viên ngọc trai xem nó sẽ như thế nào. Wow, ngọc trai này sao nó lành ngọt và có vị như kẹo xê. Vậy thực chất cushion này làm từ ngọc trai gì? Kỳ lạ thật đấy, mình đang rất là phân vân và không hiểu nó là ngọc trai gì. Các bạn đoán giúp mình đi nào. Tiếp theo thì đây là thỏi son siêu cưng của mình luôn. Trời ơi, nhìn nè, lớp son dưỡng bóng nó trong veo như này đấy. Mình nghe bảo là có thể ăn được lớp son dưỡng này đấy. Thế là mình cho hết tất cả vào miệng luôn. Đỡ phải phí các bạn ạ. Wow, nó có mùi giọt rất thơm thế. Ui, son dưỡng kiểu này thì phải đánh liên tục thôi. Bây giờ thì mình sẽ đánh nào. Bây giờ thì đủ xinh để đi chơi rồi. Mời các bạn ăn lẩu Hàn Quốc cùng với cả mình nhé. Xem lẩu Hàn Quốc và lẩu Việt Nam nó có cái gì khác nhau nhé. Mình vừa mới quay ba loại nước chấm. Đây là cái gì đố các bạn đấy? Nó là một món vô cùng hấp dẫn luôn đấy. Đây là nước chấm tắc xí mùi. Đây là nước sốt. Và cuối cùng là nước đậu phụ. Cái này là salad để ăn kèm đấy các bạn. Mình sẽ ăn một ít salad, sau đó thì sẽ ăn bạch tuộc sống các bạn ơi. Trong bạch tuộc có cả sashimi nữa các bạn. Ăn nó nồng lắm luôn đấy. Nước dùng của lẩu rất là trong và thanh các bạn. Thịt bò thì lúc nào mình ăn người ta mới thái, các bạn nhìn kìa. Thế nên lẩu này rất là hợp cho những người không ăn được cay này, thích sự tinh tế, đơn giản và ít gia vị ấy. Bây giờ sau khi bỏ nấm vào, chúng ta sẽ nhúng thịt bò và ăn thôi. Đây là thịt bò Hanu của hàng đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn ấy. Lẩu này ăn kèm với cả nấm là hết sẩy luôn đấy. Mình rất là thích ăn loại nấm này bởi vì nó rất là thơm các bạn ạ. Cực kỳ hợp với lẩu bò nhúng luôn ấy. Nước dùng của nó thì ngọt, thanh và cực kỳ ngon luôn ý. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ đồ chơi siêu hấp dẫn luôn đấy. Mùa hè mà có bộ đồ chơi này thì hết sẩy luôn. Đây là máy xay đá bào dành cho các bé các bạn ạ. Wow, chúng ta sẽ có hai cái cốc, có cái khay đựng làm kem và có cái máy xay. Bây giờ thì mình sẽ làm kem cho các bé trước. Vì kem thì phải mất thời gian đông, thế nên hôm nay mình chưa sử dụng kem lên ly đá được, mà để lần khác nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xay đá bào nào. Chúng ta cho đá vào và lưu ý là đá càng nhỏ thì càng rất là dễ xay. Rất là đơn giản thôi, các bạn có thể làm các loại đá siro hay là đá sửa để có thể tạo ra những cái loại đá mà mình yêu thích ấy. Giờ thì mình đã có hai ly đá bào này. Mình sẽ trang trí cho nó. Đầu tiên là mình có quả dâu rừng. Sau đó thì mình sẽ có gói kẹo nớt. Mình rắc kẹo nớt lên. Sau đấy thì mình sẽ cho siro của gói kẹo Charlie ấy và những viên Charlie lên ở trên mặt ly. Cuối cùng mình có ly đá bào siêu cưng luôn này các bạn ơi. Cùng mình ăn nhớ. Trời ơi, nó ngon kiểu gì ấy. Mình đang nhai viên Charlie ở trong miệng đấy. Đá bào mà ăn cùng với quả dâu rừng này.
siro, kẹo Charlie và kẹo nut đúng là hết sẩy đấy. Cái siro nó hơi chua chua và các loại kẹo cũng chua, kết hợp với cái đá mát lành tan chảy ở trong miệng, trời ơi nó ngon kiểu gì á. Đúng ra cái kem mà mình làm lúc nãy nó kịp đông ý, để lên trang trí thì đúng là nó đẹp hơn đấy. Lần sau mình sẽ làm lại nhá. Các mẹ cũng có thể nghiên cứu để mua cho bé một bồ như thế này. Mùa hè không phải đi đâu xa mà các bé có thể ăn đá bào rất là an toàn tại nhà. Đố các bạn đây là gì đấy? Trông yêu quá nhở. Nó là món ăn truyền thống của Hàn Quốc đấy các bạn. Trứng cút ngâm tương bây giờ thì trở thành một món ăn vặt siêu hấp dẫn luôn đấy. Vỏ ngoài của nó dai dai sần sật ở trong miệng, còn thêm cái lòng đỏ nó béo ngậy rất là ngon luôn. Tiếp đến là xúc xích tí hon siêu cưng. Món này thì các bé cực kỳ thích luôn này. Xúc xích ở Hàn khác hẳn so với cả ở Việt Nam các bạn nhé. Ở Việt Nam thì xúc xích rất là thơm, còn ở Hàn thì nó rất là béo. Mình không tả được nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau. Tiếp theo thì mình sẽ ăn một cái thanh chi. Cái này thì con mình cực kỳ thích luôn. Món này làm món ăn vặt thì hết sẩy luôn. Nó béo ngậy ở trong miệng, thơm nồng mùi sữa, hơi dai dai và có thể kéo ra từng sợi nhỏ, rất là thích luôn. Buổi tối của mình hôm nay chỉ ăn bào ngư và rau chứ không ăn cơm. Mình sẽ chấm bào ngư với cả muối tôm và một ít tương ớt, sau đó vắt thêm một tí chanh vào. Trời ơi, thế là thành một cái sốt siêu ngon luôn. Các bạn biết sao không, cái sốt này chấm với bào ngư đúng là chuẩn hợp luôn đấy. Bào ngư thì tươi, sốt thì cay xé miệng, ăn miếng nào là hết sẩy miếng đấy luôn đấy. Trời ơi, mình nói thật, không tả được cái đồ ngon của nó, bởi vì nó rất là tươi, thế nên mình cảm nhận được cái đồ giòn, đồ ngọt của nó ở trong miệng ấy. Đấy, các bạn nhìn con bào ngư nó tươi ngon như thế này cơ mà. Đây chưa phải là con bào ngư to nhất đâu, nó còn có loài to khủng luôn ấy. Bây giờ thì mình sẽ ăn rau dền chấm với cả muối tôm. Trời ơi, đỉnh của chóp luôn các bạn ạ. Nhìn đĩa rau dền tươi rói, luộc xanh rì, sau đó chấm với cả muối tôm thì nó có hơi chua nhẹ, cay cay. Trời ơi, nó ngon kiểu gì ấy. Mình nói thật, chấm với cả muối tôm sao nó hợp hơn cả nước mắm đấy các bạn ạ. Nên thử. Bạn ơi, hôm nay cùng khám phá và làm kem trà sữa khoai môn cùng với cả mình nhá. Wow, trong cái hộp là đã thấy hấp dẫn lắm luôn rồi đấy. Nhưng thực chất nó là slam đấy các bạn ạ. Bây giờ thì cùng khám phá thôi nào. Trước hết thì chúng ta sẽ có một hộp màu trắng như thế này, một hộp màu tím, một hộp trong suốt, những đồ dùng trang trí và một cái thìa rất là xinh. Ta sẽ bắt đầu tạo hình nhá. Nói thật ban đầu mình lóng ngóng kinh khủng luôn, mặc dù đã có tờ hướng dẫn nhưng mà mình làm nó ra thành cái kem ốp quế các bạn ạ. Mặc dù trên thực tế là mình phải làm ra một cái kem trà sữa thì mình lại làm ra một cái hình thù khác, sau đấy mình lại tháo ra và làm lại. Sau một hồi nhồi nàng rất là nhiệt tình luôn thì mình làm ra được một hộp kem trà sữa thật là kinh khủng các bạn ạ. Nhìn là không biết có thể muốn ăn không, nhưng mà mình thấy rất là kinh khủng luôn. Sau khi hoàn thành nhìn kỹ lại thì nhìn cũng được được các bạn nhá. Thôi bây giờ thì tháo hết ra và bắt đầu chơi thôi nào các bạn. Cái này nó rất là mềm tay và thích lắm luôn. So với loài slam hôm nào mình chơi thì cái này có vẻ thích hơn các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ ăn cơm rong biển tam giác kim chi các bạn ạ. Buổi sáng mà ăn cái này là hết sẩy đấy. Thường thì mình hay ăn vì cá ngừ nhưng hôm nay mình đổi vì ấy. Mình thấy loài này ngon phết đấy. Ở bên trong của nó còn có cả thịt thêm nữa đấy. Kim chi không quá cay đâu, gần như là không cay ấy. Cho nên bạn nào mà không ăn được cay thì cũng ăn được cái này nhá. Mình là thánh của cơm tam giác rong biển đấy. Ngày nào cũng ăn và có thể ăn liên tục mấy ngày cũng không ngán đấy. Kiểu như ăn cái này cũng rất là tiền, mua xong thì có thể ăn liền được luôn đấy. Tuy nhiên chỉ là khi nào mình bận thôi, còn lúc nào mà rảnh thì không thể nào ăn mãi như thế này được. Nhưng bạn thích ăn kim chi, lựa chọn loại này là đúng chuẩn luôn rồi đấy. Kim chi thì hơi chua chua, cơm thì rất là dẻo, có cả thịt thêm thơm được. Ăn kèm với cả rong biển đúng là không thể nào chê được từ nào luôn đấy. Ăn xong thì uống một ít nước lúa mạch, thế là xong buổi sáng rồi đấy. Hôm nay mình lại ăn kẹo bông và bánh que chấm sô-cô-la dâu. Nghe là đã thấy hấp dẫn rồi, bây giờ thì mình mở hộp bánh ra nhá. Ý, đây là cái bánh que, sau đó mình sẽ chấm vào cái sô-cô-la dâu này. Wow, ngon cực luôn ý các bạn ạ. Cái sô-cô-la này nó thơm mùi dâu kinh khủng luôn, nó béo ngậy ở trong mồm. Nói chung món ăn này có thể dùng ăn vặt hoặc là ăn vào buổi sáng trước khi đi học cũng ok đấy các bạn. Ở đây mình sẽ uống kèm với cả một cốc nước sâm lê, trời ơi ngon tuyệt luôn ý. Mình sẽ tiếp tục thưởng thức hai gói kẹo bông. Hôm nay mình sẽ có hai loại, loại thứ nhất là loại cơ bản và loại thứ hai là có kẹo nổ kèm theo đấy. Về cơ bản thì kẹo này mình cũng đã review rất là nhiều rồi, nó hơi ngọt một chút xíu nên hôm nay mình đã chuẩn bị một cốc nước rồi. Bên tay trái của mình là cái kẹo bông mà có kẹo nổ đấy. Ăn cái này nếu không uống nước kèm theo thì nó hơi ngán, thế nên là có nước vào thì sẽ cảm thấy rất là ok luôn đấy. Thưởng thức một cách tròn vẹn luôn các bạn ạ. Ăn nào mình sẽ cho hết nguyên cả cái kẹo này vào trong miệng và cảm nhận của nó là sẽ tan chảy ở trong miệng một cách rất là ngọt ngào. Mình sẽ thả cái kẹo bông nổ vào ở trong nước. Wow, nó nổ lách tách vui dã man.
Hôm nay hai mẹ con mình rủ nhau ăn bánh gạo các bạn ơi. Đây là một đĩa bánh gạo mà mình mua được ở siêu thị Imart đấy. Trông màu sắc là đã thấy hấp dẫn lắm luôn rồi các bạn nhờ. Nó được làm từ tất cả các loại màu của rau củ quả đấy các bạn. Bánh gạo của hàng thường có nhân là đầu đỏ, ăn rất là béo, ngầy và thơm. Không quá ngọt lắm đâu, thế nên ăn không hề bị ngán ấy. Cũng tùy vào loại bánh mà cái bột nó khác nhau nhá. Như cái bánh của mình ăn thì nó không quá dẻo và cũng không quá cứng. Nó mềm vừa đủ, thế nên ăn rất là ngon luôn ý. Mình cũng rất là thích ăn bánh gạo nên cũng thường hay mua để ăn lắm. Về cơ bản thì bánh này rất là giống bánh dây của Việt Nam, nhưng mà bánh này thì được làm từ gạo tẻ, còn bánh dây của Việt Nam thì được làm từ gạo nếp. Thế nên bánh dây của Việt Nam thì nó dẻo hơn rất là nhiều và nó cũng thơm mùi nếp nhiều hơn. Đồ đỏ ra thì chúng ta cũng có nhân đậu xanh này, nhân mè đen, nhân sô-cô-la, nhân mật ong, nhân dâu, nhân chi này và rất là nhiều loại nhân khác nhau. Tuy nhiên, nhân đậu đỏ là nhân truyền thống của Hàn Quốc ấy. Hôm nay là cuộc đại chiến của những trái ớt siêu to khổng lồ. Mời các bạn ăn với mình nhé. Bây giờ thì bẻ trái ớt ra xem sao nào. Wow, trời ơi, mùi nó cay xé luôn các bạn ơi. Nhưng cảm nhận của mình khi cho quả ớt vào miệng thì nó lại không cay. Nó rất là ngọt, thơm, ăn rất là mê luôn ý. Các bạn cảm giác nó giòn tan ở trong miệng. Và nó như một loại trái cây để mà mình thưởng thức ý. Hương vị thì là ớt, nhưng nó lại rất là ngọt, nước nhiều cực kỳ luôn. Ăn nó ngập ở trong miệng. Mình đang khát nước, nghĩ là ăn ớt thì chắc là sẽ xé mồm ra đấy. Nhưng không ngờ, đang khát nước mà ăn cái này thì nó lại giải khát đấy các bạn ạ. Những cái hạt của nó cũng hoàn toàn không hề cay một tí nào. Đúng là ớt ngọt trên đất Hàn. Nó ngọt kiểu thanh ý, bởi vì trời ở đây khí hậu nó mát ấy các bạn. Thế nên là ớt ngọt ở đây tuyệt vời đấy. Loại ớt ngọt này nó khác với cả ớt chuông nhá. Ớt chuông thì ngọt theo một cách khác và cái này thì nó một cách khác. Mình sẽ làm kem ăn các bạn ạ. Nhưng là một loại kem rất là đặc biệt luôn. Các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Đây là những cái gói mà mình sẽ tạo kem và sô-cô-la để mà trang trí. Đây là những cái bánh mà lát nửa sau đó thì mình sẽ cho kem lên. Đây là gói kẹo siêu đáng yêu luôn. Cái túi cho kem vào để bóp ra ấy. Và cuối cùng là một cái khay. Từ cái khay này chúng ta sẽ cắt một ô để có thể đong đủ lượng nước vào trong cái phần tạo bột ấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho bột sữa vào, sau đó thì đến bột dâu và cuối cùng thì đến là bột sô-cô-la. Bây giờ thì mỗi phần ứng với mỗi lượng nước chúng ta cho vào đối với dâu và sữa. Sau đó khuấy đều lên, tạo thành một cái hỗn hợp xịt sánh và rất là thơm luôn ý. Cuối cùng thì cho nước vào cái ô của sô-cô-la và khuấy đều lên. Thế là xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta cho hỗn hợp cream vào trong một cái túi, sau đó cắt cái phần đầu nhọn. Thế là có thể tạo hình cái kem rồi đấy. Trông yêu không tưởng được các bạn nhờ. Cái kem nó mix hai màu trắng và hồng, thế nên là nhìn rất là cưng luôn. Bây giờ thì mình sẽ trang trí nó cho cái kem nhá. Mình sẽ có kẹo này, có sô-cô-la này, có bánh súp này. Và như thế là mình sẽ có hai cây kem siêu cưng luôn. Bây giờ thì tiếp tục trang trí cho đĩa kem nào. Wow, nhìn đẹp không tưởng tượng nổi đấy. Và mình sẽ thử ăn xem nó như thế nào nhá, mùi vị ra làm sao. Wow, cái vỏ bánh thì giòn tan, mùi cream thì thơm phức luôn, béo ngậy ở trong mồm, xứng đáng 10 điểm các bạn ạ. Tuyệt. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ ăn kẹo ống sáp để xem nó khác gì so với kẹo chai sáp nhá. Mình cũng order từ Mỹ về đấy. Hôm nọ mình cũng đã có ăn rồi, nhưng hôm nay mình ăn bằng một cách khác, đó là mình cho vào trong tủ lạnh để thật lành, sau đó lấy ra và ăn. Mình thấy để tủ lạnh thì ăn ngon hơn phết đấy các bạn ạ. Nó rất là mát và phù hợp cho mùa hè này này. Tuy nhiên khi để vào trong tủ lạnh thì sáp nó hơi cứng lại đấy. Loại này thì cũng có 5 vị cả hết: nho, chanh, soda, cherry và táo. Nhìn chung thì cả hai loại đều giống nhau đấy. Chỉ khác là loại ống sáp này nó ngọt ở đằng trong nó nhiều hơn đấy. Có bạn bảo với mình là cho vào trong tủ lạnh thì có thể nhai và nuốt luôn cái sáp ý. Nhưng mà mình khẳng định lại một lần nữa là không thể nào mà nuốt được cái sáp này vào bụng đâu. Trời ơi, nó cứng kinh khủng luôn. Càng cho vào trong tủ lạnh thì sáp nó càng cứng. Bạn không thể nào mà nuốt được, bởi vì nó sẽ đau dạ dày đấy. Và rất là nguy hiểm. Các bạn thông cảm vì mình review cho nên mình phải cho các bạn thấy cái sáp của nó cứng như thế nào. Nên đành phải lấy ra để cho các bạn xem đấy. Trên tay mình là một hộp làm kem nhẫn các bạn ơi. Bây giờ thì cùng thực hiện với mình nhé. Chúng ta sẽ có một cái khay và bốn cái chân đế như thế này. Lắp nó vào và như thế là chúng ta sẽ có những cái khuôn thật là xinh xắn rồi đấy. Ứng với cái khuôn này chúng ta sẽ có hai gói bột làm kem. Bây giờ thì cho 30ml nước vào trong một cái cốc. Sau đó cho gói bột làm kem vào, khuấy đều, sau đó đổ vào cái khay với hai ô có sẵn. Và cuối cùng thì đậy cái chân đế lại và thế là xong rồi đấy. Chúng ta tiếp tục với gói thứ hai nhá. Đong đủ 30ml nước, sau đó cho bột làm kem vào, khuấy đều. Và tương tự thì cũng rót vào khuôn y như lúc nãy.
chúng ta rót đủ 2 ô, sau đấy thì đầy chân đế làm kem lại và cho vào tủ lạnh trong 3 tiếng. Và kết quả là trên tay mình có một cái khay kem nhẫn siêu cưng luôn. Wow, mình sẽ ăn 2 cây và để dành cho con mình 2 cây. Wow, nó có 2 màu ứng với 2 vị cam và nho. Trời ơi, nó thơm lắm các bạn ạ. Kem này y như kem nấm, chỉ khác nhau hình dáng. Ăn ngon hết sảy luôn đấy. Mùa hè mà ăn kem này thì đúng là number one, không thể chê được. Đố các bạn bánh này là bánh gì? Mình vừa mới mua ở quán Thái đấy. Đây là bánh dừa thốt nốt. Trời ơi, là lắm luôn ý. Mình lần đầu tiên được ăn đấy. Ngày xưa ở Sài Gòn mình cũng đã từng ăn nhiều loại bánh này rồi, nhưng mà dừa thốt nốt thì mình chưa ăn. Bánh có dừa nên nó béo ngậy ở trong miệng, rất là ngon luôn. Lại làm bằng đường thốt nốt nên rất là tinh tế, thanh và rất là thơm. Tiếp đến là hộp bánh đúc dừa lá dứa. Trời ơi, nó thơm mùi lá dứa kinh khủng. Nó còn có thêm cả dừa tươi rắc ở lên trên nữa, trông hấp dẫn lắm luôn. Thử vào miệng thì nó béo ngậy, nó mềm, bột nó dẻo, thơm. Trời ơi, ăn miếng nào là tràn khẻ răng miếng đấy. Mà cái bánh đúc làm sao mà nó mềm được như này nhở? Nó như mông em bé các bạn. Mà không quá ngọt nữa chứ, đúng là ngon hết sảy luôn. Thế hôm nay mình sẽ review tất cả những cái loại thức uống màu hồng. Đầu tiên là sữa dâu gấu pu, tiếp tục cùng là sữa dâu. Cái này là nước cam có ga. Đây là nước đào thạch. Lon này là nước energy đấy. Và nước bưởi đỏ có ga. Và đây là nước đào. Bây giờ thì cùng khám phá thôi. Đầu tiên là nước cam có ga. Loại này nó thơm lắm luôn các bạn ơi. Các bạn từng ăn loại cam đỏ chưa? Thì loại nước này nó có mùi như thế đấy. Trời ơi, ngon tuyệt luôn ấy. Tiếp đến là nước thạch đào. Trời ơi, cái hãng Mogu Mogu này nó có những cái logo ở trên nắp siêu cưng luôn ấy. Nó có topping thạch uống kèm với cả nước đào. Trời ơi, nó đã khác. Tiếp đến là loại nước ngọt có ga, loại bưởi đỏ ấy. Nhìn cái màu hồng nó cưng xỉu luôn ấy. Đẹp kiểu gì. Và đây là nước energy. Loại nước này để cung cấp năng lượng cho bạn đấy. Uống thì nó có ga nhẹ, thơm nồng nàn mùi cam. Cứ kiểu mình uống xê sủi ấy các bạn. Tiếp đến là loại nước khoáng vị đào. Trời ơi, số dách luôn đấy. Đây là sữa dâu cùng hãng với loại sữa chuối ấy, nhưng mà mình thích loại này hơn, ngon tuyệt vời luôn ấy. Ý sữa dâu gấu pu dành cho các bé. Trời ơi, cưng xỉu luôn. Và cuối cùng thì mình có một cái quả trứng em bé lo. Trời ơi, xem bóc ra có cái gì nào. Wow, mình có một cái dây đeo cổ, cưng quá. Thì review nhanh nên chưa uống cho đã. Bây giờ thì phải uống thôi các bạn ơi, bởi vì nó ngon ấy. Hơn nữa những cái ly của mình nó cưng quá luôn ấy. Nó đẹp thế này làm sao mình nỡ cất đi. Thế là mình cứ phải ngồi uống và mình ngắm những cái cốc của mình. Những bàn tím màu hồng đâu hết rồi. Vào đây cùng thưởng thức với mình những loại thức uống vừa đẹp, vừa xinh, vừa đáng yêu. Nó rất là xứng đáng để các bạn nâng niu và cho vào miệng của mình. Uống nó một cách nhiệt tình. Hôm nay mình sẽ review tất cả các loại nước ngọt và thạch có ở trong tủ lạnh nhà mình. Đây là chai nước cam của bé nhà mình. Đây là chai thạch dứa. Rất là ngon luôn đấy. Tiếp tục là một loại thạch xoài rất là thơm nhá. Cái này ngon phết. Và cái này thì không còn là lẩm gì với mọi người nữa rồi. Cái này là sữa chuối. Tiếp theo là nước đào thơm lắm. Và đây là lon cà phê pha sẵn của chồng mình. Đây là yogurt của con mình. Loại này là thạch dâu có rất là nhiều topping luôn. Tiếp theo là thạch cam. Trời ơi, cái này thơm lắm nhá. Cái này là thạch sữa đào siêu ngon luôn. Tiếp tục là cherry coconut. Và hai chai này mình rất là thích này. Đó là em bé Bookie xinh. Trời ơi, nước ngọt này ngon lắm. Đây là chai nước gạo mình rất là thích uống. Cái này là nước ngọt của hãng Little Monster, siêu cưng luôn. Bây giờ thì cùng mình khám phá thôi nào. Đầu tiên là sữa chuối. Sữa này thì uống rất là ngậy, ngon lắm. Thơm mùi chuối cực luôn ý. Tiếp tục là chai nước ngọt thạch dứa. Trời ơi, nó thơm lắm luôn các bạn ơi. Trên cái nắp của nó có cái logo siêu cưng luôn ấy. Cái này cho thật là lành, sau đó uống thì ngon lắm. Đây là chai nước cam của con mình. Trời ơi, nó như là nước cam tươi ấy các bạn ơi. Cho bé uống là cực tốt này. Tiếp theo là nước ngọt Little Monster. Cái này mình đã từng review rồi. Nó có mùi táo. Và uống thì không ngọt lắm đâu. Cái này thì là mùi cam này. Uống rất là thơm luôn các bạn. Cái này giải khát là chuẩn luôn. Đây là chai nước gạo, là một loại nước uống quốc dân của người Hàn Quốc đấy. Tiếp đến là lon cà phê của chồng mình. Trời ơi, nó đắng. Mình không thể nào uống cà phê được các bạn ạ. Và đây là sữa yogurt đào. Trời ơi, ngon lắm luôn ý. Lần đầu tiên mình uống, mặc dù mình ở Hàn. Tiếp đến là yogurt của con mình. Cái này là men tiêu hóa nha, cực kỳ tốt cho các bé. Và đây là loại nước ngọt của Nhật Bản. Trời ơi, ngon lắm luôn. Nó ít ga và không quá ngọt. Trẻ con uống cái này cũng được, không vấn đề gì, bởi vì nó ít ga ấy. Nó có viên bi ở đằng trong, lắc 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 kêu thích lắm luôn.
cái này là nước thạch xoài. Trời ơi, topping nhiều vô đuổi, ăn ngập hết cả miệng luôn đấy các bạn. Mà cái topping của nó giòn sần sật ở trong mồm rất là ngon. Tiếp theo là cherry coconut. Cái này thì mình thấy không ngon lắm này, bởi vì nó hơi đầm màu ấy, và mùi nó cũng không thơm lắm. Nói chung mình không thích cái này. Còn đây là thạch sữa đào. Trời, cái này thì ngon vô đối. Topping thì rất là nhiều và ăn thì béo ngậy ở trong mồm. Nói chung là cực kỳ ngon. Tiếp đến là thạch cam coconut. Cho mát ở trong tủ lạnh ra nên ăn rất là phê luôn. Cuối cùng là em thạch dâu. Trời ơi, topping nhiều ơi là nhiều. Mình sẽ uống nước sâm hoa quả cho chadu và ăn chali dẻo các bạn ơi. Cái này mình đã ăn hôm trước rồi nhưng hôm nay thèm quá, thế là mình cũng mua để ăn lại. Vừa ăn mà lại vừa được nghịch, thế nên mình rất là thích ăn cái này luôn ý. Đánh điều nó lên sau đấy các bạn, thổi thì nó ra những quả bóng to ơi là to luôn. Mà nhớ là phải đánh điều nó lên để nó nổi những cái hạt bọt nhỏ, sau đấy thì mới thổi ra được những quả bóng to nhá. Mà chali này ăn cũng siêu ngon luôn, nó có mùi dâu các bạn ạ. Tuy nhiên nó hơi ngọt một tí xíu nên sẽ không ăn được nhiều đâu đấy. Tiếp đến là hộp chali nho. Mình sẽ đánh điều nó lên sau đó thì thổi. Wow, nó to. Tiếp tục thổi nào các bạn ơi. Wow. Em ơi, ăn cái này vui quá các bạn ơi, bởi vì được thổi những quả bóng bóng mà mình rất là thích luôn. Ăn lại còn ngon nữa chứ. Tiếp đến sau khi ăn xong thì mình sẽ uống nước hoa quả sâm. Đầu tiên là vị táo, tiếp đến là vị nho và cuối cùng là vị lê. Cả ba vị đều rất là ngon luôn các bé ạ. Chào cả nhà, hôm nay ba mẹ con mình lại ăn kem nè. Đây là ba cây kem mình vừa mới mua ở siêu thị lên đấy. Wow, trông cái kem nó lạ không các bạn ơi. Kem mà được bọc ở trong một cái bong bóng ý. Ôi nó yêu kinh khủng luôn, bé nhà mình thích ơi là thích. Bây giờ thì cắt ra và ăn thử thôi. Cây của mình nó có vị Milo các bạn ạ. Ôi nhắc Milo là nhớ tới Việt Nam quá. Ồ, mình có thêm một cây kem dưa hấu và lê siêu ngon luôn ý. Mình cũng đã ăn rất là nhiều loại kem rồi, nhưng kem mà được bọc ở trong cái bong bóng thì lần đầu tiên mình được ăn đấy. Hình như loại này mới ra ấy các bạn. Ồ, cây của bé nhà mình là vì sữa, béo ngậy rất là ngon luôn ý. Còn cây kem đá vì dưa hấu và lê ăn thì đã khác kinh khủng. Các bạn trông này, trông nó giống cái gì hả các bạn? Con mình nó cứ trêu bảo là giống cái gì gì đấy. Ăn kem với cả hai bé nhà mình nó tinh nghịch, nó phá không cách gì mà có thể quay được ý. Nó xoay bên trái, xoay bên phải và cuối cùng thì mình chỉ ăn được đến ngang này. Xin một vé trở về tuổi thơ, hôm nay thì chỉ ăn toang kẹo dẻo thôi nè. Nó có vị sữa vô, trông như những con sâu ý nhở. Ăn chua chua phê lắm luôn ý. Tiếp đến là kẹo dẻo vị nho. Trời ơi, trông như những con dung đất ý. Mà độ chua của nó thì đang tăng dần lên các bạn ơi. Và đây là kẹo dẻo vị dâu. Mình không nói thì các bạn sẽ nhầm thành con dung đất mất thôi. Mà công nhận loại kẹo dẻo này ăn ngon thật luôn đấy. Rất là luôn. Tiếp đến là vị táo. Trời ơi, mình thề là cái này ăn như là ăn kẹo me thật sự đây này. Tiếp đến mình sẽ khám phá một loại kẹo dẻo có vị cola, gồm một cây viết và những viên kẹo rất là cưng. Mình sẽ xịt siro vào trong viên kẹo và sau đó cho vào mồm. Trời ơi, nó chua. Nó chua kiểu gì ấy các bạn. Thật sự chua muốn rung cả mình luôn ấy. Tiếp tục là vị chanh soda, nó cũng gồm có một cây viết và những cái viên kẹo cherry yêu như thế này. Chúng ta cho siro vào và tiếp tục là cho vào mồm. Trời ơi, nó chua. Cái này nó chua hơn cả vị lúc nãy nữa. Cái vị chua nó khó tả thành lời lắm, hơn chanh. Các bạn ơi, cuối tuần các bạn sẽ làm gì? Cùng mình khám phá ba cái kẹo marshmallow nhé. Đầu tiên mình sẽ thưởng thức và khám phá em kẹo màu trắng này. Em này có mùi sữa đấy các bạn. Vì thế mà nó béo ngậy ở trong miệng, tan chảy và thơm phức. Ăn đến đâu phê đến đấy. Tiếp đến là em kẹo màu xanh. Em này thì nó có mùi nho. Mình thấy em này màu hơi mạnh và nó dính hết cả mồm mình ấy. Cuối cùng là em kẹo màu vàng giống cái áo của mình đây này. Em này thì nó có mùi chanh các bạn ạ, thơm lắm. Cả ba em đều rất ngon nhưng mà mình thích em màu trắng nhất. Các bạn có biết nhân vật Brett trong bộ phim Brett Barbie Shop không? Và cả nhân vật Cho Cha Đu nữa đấy. Trên tay mình là hai nhân vật siêu cưng luôn. Mình rất là thích hai nhân vật này đấy. Thế nên hôm nay mình sẽ review nó. À, bây giờ mình sẽ mở em bé Cho Cha Đu ra. Trời ơi, ở bên trong nó có bốn cái kẹo các bạn ạ. Cùng với đó là một cái cột tóc. Có cả một cái lược nữa. Trời ơi, đây là một cái hộp trang sức đấy. Có cả cái gương ở bên trong siêu tiền lời luôn, đúng không nào? Ý, bây giờ thì mình ăn thử một cái kẹo của nó nhá. Ồ, nó rất là ngon, có mùi dâu đấy. Tiếp tục cùng mình khám phá kẹo cherry thạch nào. Các bạn thấy nhân vật Greg này cưng không? Kẹo này ăn siêu ngon luôn đấy. Nó có lớp thạch nên ăn nó sần sật rất là thơm. Mình cho em bé Cho Cha Đu một miếng này. Hai chị em cùng ăn thế mới vui.
Hôm nay mình sẽ ăn kem macaron, kem mochi và kem đá các bạn ạ. Đầu tiên là kem macaron, trời ơi, hai cái bánh siêu to. Ăn thử thôi nào, một cái là bánh vị bạc hà choco và một cái là vị sô-cô-la các bạn ạ. Trời ơi, nó béo ngậy, cảm giác như mình đang cắn miếng chi ấy. Lớp bánh ở ngoài thì nó xôm xốp, giòn tan ở trong miệng, lớp kem ở trong thì mát lành, tan chảy. Tiếp đến là ba cái kem mochi các bạn ơi, trời ơi, nó ngon kiểu gì ấy. Ba cái kem này là vị dâu, vị sô-cô-la và vị vani. Lớp vỏ thì nó mỏng dính, ăn nó béo, nó dẻo, nó mềm. Áo ở bên trong là lớp kem, ăn nó tan chảy, nó mát lành, sướng cái mồm kinh khủng luôn các bạn ơi. Tiếp đến là chúng ta ăn hai cây kem đá, có vị chanh sữa và cam cherry. Các vị này sinh ra để mix vào nhau ý các bạn ạ, à, hay sao mà nó ngon lắm luôn. Quá hợp để tạo ra một cái kem fresh siêu ngon. Cuối cùng chúng ta lại có một hộp kem mochi các bạn ạ. Đây là một hộp kem có nhiều vị rất là lạ, vị mật ong nè, vị caramel và cuối cùng là vị sashimi các bạn ạ. Vị sashimi này mình chưa bao giờ được ăn ấy, trời ơi nó mặn mặn, hăng hăng, khó chịu. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ ăn cherry con mắt. Cùng với đó mình sẽ so sánh cherry con mắt với cả cherry bon xem hai cái nó khác nhau cái gì nhá. Đầu tiên là hộp con rắn với hai con mắt màu xanh, ngu sợ thế. Mình sẽ thử xem, ô bên trong nó có nhân tạo các bạn ơi. Nhưng mà cái cherry này nó dày hơn rất là nhiều so với cả cherry quả bóng. Các bạn xem này, đấy, cherry con mắt nó dày và nó dai hơn rất là nhiều. Nhân của nó cũng là nhân đặc, nó không chảy ra như là nhân của quả bóng đâu. Nhân của quả bóng cũng có vị táo nhưng mà nó thơm hơn rất là nhiều. Cá nhân mình thấy ăn cherry quả bóng ngon hơn các bạn ạ. Tiếp đến là hộp con cú với hai con mắt đỏ lè, đáng sợ quá. Bây giờ thì thử thôi. Ô, ở bên trong là sốt cherry các bạn ơi. Cherry con mắt nó vẫn dày hơn so với quả bóng chày, các bạn xem này. Đấy, cherry quả bóng chày nó dẻo hơn rất là nhiều và nó mỏng thôi. Sốt của nó thì nhiều kinh khủng luôn, có vị vải thơm lắm. Nếu cho mình chọn thì mình vẫn thích ăn cherry bon nhiều hơn các bạn ạ. Các bạn ơi, đi trên xe nóng quá nên bây giờ mình ăn kem đá, các bạn ăn cùng mình nhá. Kem này mình vừa mới mua ở siêu thị tự động đấy. Trời ơi, ngon lắm luôn, nhai như nhai đá ở trong tủ lạnh ấy các bạn. Ăn kèm với kem thì mình ăn thêm cả mì gói. Thật ra thì ở Hàn Quốc thường mì của nó là mì tươi, nó không rán quá ấy. Thế nên là người ta có bán thêm cả cái loại mì mà đã rán giống như là ở Việt Nam đấy. Và cái này thì thường dành cho trẻ con ăn sống ấy. Hi, ăn như một loại snack. Tiếp đến thì mình có một cái bánh mì kẹp ăn để chống đói các bạn ạ. Quả wow, nhìn cái bánh mì hấp dẫn chưa? Trời ơi, nó thơm nồng nàn luôn các bạn ơi. Bây giờ thì cho vào mồm và cắn thôi. Mình cảm giác là nó hơi dai một tí xíu nhưng mà vẫn ngon. Ừ, nó có mùi trái cây các bạn ơi. Cái này thì các bé thích lắm luôn. Cho các bé thì sướng phải biết đấy. Các bạn ơi, cái đùi gà này nó ra rất lâu rồi nhưng mà hôm nay mình mới ăn, kiểu đi hóng xong rồi bây giờ mới thưởng thức. Trời đất ơi các bạn ơi, gà này cũng phải là gà già lắm luôn rồi. Gà phải đẻ 10 lưới, nó dai kiểu gì, dai mà không tưởng tượng nổi. Dai mà kéo muốn gửi hết cả răng luôn ý các bạn, ôi trời ơi. Ăn gà này là luyện cơ răng đấy. Nhưng mà ngon các bạn ơi, nó có mùi cam. Nhưng đùi gà mà có mùi cam thì là gà gì các bạn, nhờ đố các bạn biết đấy. Mình ăn đến ngang này là thấy hơi hơi mỏi răng rồi đấy các bạn ạ. Eo ơi, bé nào mà đang thay răng thì đừng ăn cái này nhá, bởi vì nó dai lắm, dai kinh khủng luôn đấy. Thôi mình dừng chương trình ăn tại đây và sau đấy thì mình nghịch một tí. Mình cho cái này vào trong lò vi sóng, sau đó để khoảng tầm dưới một phút các bạn nhá, thì nó có được một cái sốt giống như thế này. Mình nghĩ là mình kéo sợi nghịch một tí, sau đó mình cho vào làm kem các bạn. Các bạn ơi, đố các bạn món này là gì? Đây là món lần đầu tiên ở Hàn Quốc mình được ăn đấy. Như mì phô mai ấy các bạn nhờ. Thật chất nó là mì đậu nành đấy. Sợi mì thì được làm từ rau chân vịt. Đây là mì tươi các bạn ạ. Và nước dùng của nó là nước dùng đậu nành 100% nguyên chất luôn ý. Sau đấy người ta cho nước dùng này vào trong tủ lạnh. Đến khi mà khách tới ăn thì người ta lấy nước dùng này từ trong tủ lạnh ra, cho vào cùng với cả sợi mì. Và thế là ăn thôi. Khi ăn thì các bạn cảm nhận nó rất là mát và nó béo ngậy ở trong miệng ấy. Món này thì mình nghĩ rất là hợp vào mùa hè, bởi vì nó rất là mát. Nước dùng của nó ở trong tủ lạnh ra nên cảm giác như bạn đang ăn kem ý. Thế nhưng mà các bạn biết không, nó rất là nhanh ngán. Do nước dùng của nó bằng đậu nành ý, mình không thể nào ăn hết tô này các bạn ạ. Nào, hôm nay xin một vé trở về tuổi thơ, chúng ta lại ăn kẹo bông gòn thôi các bạn. Đập một phát, trời ơi, nó bắn tung tóe luôn. Wow, và đây là một miếng bông gòn các bạn ơi. Trông nó giống y luôn ý, có khác gì đâu. Nhưng mà bông gòn này tan ở trong miệng các bạn ơi, cho vào nước là nó cứ tan chảy luôn đó. Và cảm nhận của mình là nó rất là ngọt. Trời ơi, có thể là nó là 100% từ đường, vì của nó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có là nó rất đáng yêu thôi. Vì ngọt quá nên không thể nào mà ăn hết 3 gói này cùng một lúc đâu các bạn ạ.
Thôi bây giờ cùng mình khám phá xem sự biến mất của bông gòn trong nước nó như nào. Ôi các bạn thấy chưa, nó biến mất một cách nhanh chóng. Và cái gì nó hiện ra đây? Ba miếng snack. Hôm nay mình sẽ ăn snack em bé Chaidu các bạn ạ. Nhân vật Chaidu trong bộ phim hoạt hình mà bất cứ bạn nhỏ nào yêu Hàn Quốc cũng sẽ biết. Đây là một gói snack siêu cay các bạn ơi. Wow, mình cứ nghĩ là nó không cay lắm nhưng mà cay thật đấy các bạn. Càng ăn thì càng cay, mà càng cay thì càng ngon ý. Trời ơi, cái này mà để cho mình ngồi ăn lúc lắc thì mình cũng ăn hết 2-3 gói đấy. Tiếp đến là snack yo, loài này thì đảo ngược với loài kia. Tất nhiên là nó sẽ ngọt rồi, nó có áo một lớp sữa yo ở đằng ngoài, thế nên là nó rất ngọt. Nhưng ăn cũng không ngán lắm đâu, bởi vì nó giòn giòn, sần sật ở trong miệng, thế nên các bạn quên luôn cảm giác ngán. Ồ, tiếp đến là loài sô-cô-la, loài này mình thích này. Trời ơi, loài này ngon lắm, vì nó rất là là các bạn ạ. Nó giòn sần sật ở trong mồm và nó béo béo ý. Mình cảm giác loài này ăn rất là cuốn miệng này. Mình thích nhất là loài này trong ba gói. Wow, bây giờ thử cả ba luôn vào mồm. Ngon. Hôm nay mình lại thèm Jelly Bon, thế là mình lại đi mua về ăn và review luôn. Kỳ lạ lắm các bạn ạ. Nhân của quả dưa hấu này mình rõ ràng vẫn nghe thành mùi dưa lưới. Mình không biết vị giác của mình có vấn đề không, nhưng rõ ràng là mùi dưa lưới cơ mà. Nó không có mùi dưa hấu. Mình ăn lần này là đến lần thứ 3 rồi đấy mà vẫn nghe mùi dưa lưới. Tiếp đến là quả ngân hà, quả này thì có siro là quả quốc. Nhiều bạn bảo là cái nhân của nó ngọt, nhưng mình thấy cái nhân của nó rất là chua, thế nên ăn nó không ngán và rất là ngon luôn ý. Có thể nhiều hàng sản xuất ý các bạn ạ, cho nên mỗi người ăn mỗi cảm giác. Đây là quả dâu, quả này thì đúng là kẹo marshmallow này, bởi vì nó rất là xốp. Nhân của nó thì là siro dâu. Tiếp đến là quả địa cầu, quả này nhân của nó là quả Việt Quốc. Có bạn bảo là tìm loài không có nhân để so sánh, nhưng mà mình tìm mãi vẫn chưa ra, không hiểu như nào nữa. Cuối tuần cả nhà mình rủ nhau đi hái cherry các bạn ạ. Nhìn vườn cherry nó chín đỏ mọng mà mình muốn ngất luôn ý. Nó đẹp kiểu gì ấy, rực rỡ nguyên một bầu trời luôn ý. Quả nào quả đấy to lắm, mình lại là đứa rất là thích ăn cherry. Thế là các bạn biết không, mình chưa kịp hái thì đã tìm cherry để ăn rồi. Trời ơi, ra vườn mà không ăn thì làm sao mà kìm hãm được đây. Mình có mang theo một lọ muối tôm nhưng ngon quá, mình quên luôn cả muối tôm. Eo ơi, cherry ăn ở vườn nó chín cây, nó tươi rói, ăn nó ngon kiểu gì ấy. Vì nó tươi nên nó giòn lắm các bạn ạ. Nhai quả nào là phê quả đấy, chứ không phải mềm nhũn như mua ở siêu thị về đâu. Cherry này thì chỉ được hái trong tháng 6 này thôi, qua tháng 7 là không còn cái nào để hái đâu. Con gái của mình đang thổi hoa bồ công anh nè. Mình lại tiếp tục khám phá những quả cherry chín mọng ở ngoài vườn đấy các bạn ạ. Cảm giác ăn ở ngoài vườn nó phê lắm, như được hòa mình vào thiên nhiên ý. Và cuối cùng là no lòi rốn luôn ý. Hello các bạn ơi, hôm nay mình đi tập thể dục về thì thấy người ta đang đứng nổ bánh gạo này để bán. Cảm giác như đang ở Việt Nam ý các bạn ạ. Thế là mình mua một túi để về ăn thử xem nào. Một túi của nó nhiều ơi là nhiều luôn các bạn ạ. Nó che luôn cả cái mặt của mình ý. Loại bánh này làm mình gợi nhớ ngày xưa ở Việt Nam suốt ngày đi mua bánh này về để ăn nè. Ồ, nó ngon lắm luôn các bạn ạ. Vì ngọt của gạo nó hòa tan với vị giòn sần sật. Trời ơi, nhai nó sướng miệng kinh khủng luôn. Mà gạo thì tất nhiên là có hơi béo béo ở trong miệng ý, nên càng ăn thì càng cuống. Thế là mình ăn không biết bao nhiêu cái mới có thể ngừng lại được đó. Cái này người ta không bỏ đường, thế nên vì ngọt của nó là ngọt của gạo ý. Ăn rất là thú vị các bạn ạ. Bạn nào mà thích ăn vặt thì món ăn này là hết sảy đấy. Hoặc nếu bạn nào đang giảm cân có thể dùng bánh này để ăn được nè. Các bạn biết không, ở Hàn Quốc ý, bánh gạo này cũng rất là phổ biến đấy. Các cụ già thì rất là thích ăn. Người ta nổ ra rất là nhiều loại hình thù và được bày bán rất là nhiều ở chợ ấy. Hoặc các vỉa hè và trong siêu thị cũng được bán rất là nhiều. Hello, đố các bạn đây là gì nào? Đây là một cái răng siêu to luôn. Và ở bên trong thì nó chứa rất là nhiều những cái kẹo siêu cưng như thế này. Mình cùng khám phá và ăn thử nhá. Ồ các bạn ơi, nó như những viên xê ấy. Đủ hương vị và không quá ngọt, nó hơi chua nhẹ. Ăn cái này rất là thích thú luôn nè. Về phần mắt thì những chú thỏ được tạo hình rất là đẹp. Cute thật sự đấy. Thỏ con này mà được dán lên mặt thì xinh ơi là xinh luôn. Mình thử dán mà nó cứ rớt các bạn ạ.